Hello everybody, welcome to Health với KT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Health với KT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game. Ủa sao mấy con này chọn được con rồi hả? Sẽ đến với con game đó là một con game Tam Quốc. À, game Tam Quốc hôm nay bản mới ha. Á đụng má bên kia 3-4 đứa, má bự. Bưởi to đồ này nó méo chọn đi chọn cái hàng được rửa là sao nhỉ? Mà nó méo cho chọn hay gì á? Nè, đó, anh em nào tạo được thì vào bình luận dưới cho heo biết cái nha. Đù, con này Tam Quốc xong mà nhìn chibi với lại ngầu vãi vậy. Vãi nồi luôn đấy. Ok, oh man. Wow, đồ họa đẹp, Ngon nha, đồ họa đẹp. Wow, ok. Hôm đó nha anh em. Ok, đồ họa đẹp là chấm nha, chấm 10 điểm liền. Đó. Đây là một con Tam Quốc hay gì đấy, thấy nó để là Tam Quốc gì á. Ok. Hôm lần mùi mít chính luôn. Mít của ông nào xẻ mà hôm quá. À, auto luôn hả? Nhưng mà không có nhân 2 được, chỉ có nhân 1 à. Wow, kỹ năng đẹp nha. Nhắm gì đây? Mừng mạnh tướng. À, nâng lên luôn hả? Đồ má tướng toàn mặc kimono được không? Trời ơi, cái này bỏ được không? À, bấm nhanh qua luôn hả? Đồ bỏ nhanh trận đấu luôn. Rồi thôi luôn rồi. Ngon luôn. Cái gì chứ bỏ nhanh qua trận đấu là ngon luôn nha anh em. Đây là một con của Mi 7733. Ok, bỏ qua. Tới luôn. Gì đây? Game này mới chắc méo có phi cái gì nhiều đâu ta. Mấy game này mới chắc không có phi cái gì nhiều đâu. Chắc không có tệ hay là không có gờ mới shop gì đâu ta. Đây, để coi con này nó đánh đấm thế nào đây. Nó giới thiệu con này là nhân vật mới nè ha. Vâng, nó méo kịp mới luôn á. Đậu. Má ráng ngồi xem nó coi nó đánh ra sao. Ok. Gì đây? Củ vĩ hả? À, mặt nạ thôi à. Gì vậy? Trời gì vậy? À, tới bản đồ mới mà nó mừng vậy đó hả? Đậu xanh. Rồi mày mừng tới khi nào? À, đánh vô đầu nó đó hả? À, đây nè. Đó, à. Trời ơi, đánh vô đầu nó được quà nè. Đậu. Má nó chạy như con điên luôn. À, bưởi to. Ok, anh em level 10 rồi. Đó, má đến với game hoài vậy. Đến với game đêm này. Còn vui đắm say. Em vui quá heo ơi. Ok. Rồi xong hướng dẫn đầu game. Rồi, chúng ta dạo một vòng cái ha. Game phi cái gì đây? Cái này nạp tệ mà. Đây, game phi VIP 17. À, ok. Chà, quà VIP bỏ tiền mua đấy. 17. Trang bị ha. Ok, trang bị tím. Cam. Rồi cái này điểm danh nhận vàng nè. Thư mảnh đồ biết ngay mà con này mới nên nó méo có gì ngon đâu. Cho trải nghiệm mai chiều còn vô đua top nếu mà nó thì nó ra một cái bản mới ha. Gì đây? À, quay ra vũ khí nè. Ok. Cũng không tâm đắc nhiều cho lắm. Đâu. Ồ, 23 giờ sẽ được chọn một cái mấy gương này. Wow. Có đường tướng đấy. Đậu xanh cưng. Này là chắc là vé chiêu mộ rồi. Này là vé chiêu mộ tướng hay cái gì nè. Em nghĩ là vậy. Đăng nhập mỗi ngày được nhận 10 lần quay tướng hả? Cũng
có thể. Này là mèo chiêu tài ha. Mèo 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 mèo. Đầu game vô 38.000 kim nguyên bảo. Con mèo này nó quay lâu thiệt luôn ấy. Hai ngàn, ok. Rồi chúng ta hết rồi, không đủ rồi. Kêu bỏ 40 ha, bao nhiêu vậy? Máy không có để. Yeah. Khoan, 5.000 điểm VIP. Ủa? Wow. Full luôn. Ok. Đăng nhập 5.000, 10.000, 25.000. Wow. Ok, vậy là free full luôn VIP 18 rồi nha. Được. Chấm liền. Rồi, đây quà level, quà này là level, nhìn là thấy biết rồi. Còn cái này là quà VIP. Đó. Đây, quà VIP. À, quà VIP nè. 18, má 5.000 nè, 50.000. Ôi trời, má 50.000 hơi chua. Mày có trang bị không à? Mày tướng đồ, má. Tướng đỏ luôn, này là trang bị thôi, đang đi kiếm tướng. Mày tướng không? Không tướng luôn. Vậy là lên VIP 18, 4 ngày chúng ta lên VIP 18. Rồi chỗ nhập code ở đâu? Vẫn chưa thấy chỗ nhập code luôn nha. Mày xuống đây đi, đậu phòng cưng. Đây, qua 7 ngày qua. Này nạp tiền, này mua gì vậy? Chắc trang bị rồi. Quà nạp 3 tệ, 128 tệ. Có ai cho tôi biết là quà... Ê, đây. Chỗ nhập code, ok, đi lấy code nào. Ok, một cái code, em sẽ để vào đây. Nhận. Ôi, đang đồ không à. Bản này mới chắc cũng không có gì hấp dẫn quá. Cũng dám lắm à. Thường là mấy game mới không có cái gì hấp dẫn đâu. Nhưng mà nó được cái là đồ ngoại đẹp ha. Con này mà chừng nào mà có Gmail shop nữa là thôi rồi luôn. Gmail shop hay là phi tệ đâu đây. Trời ơi. Tới chừng đó thì thôi, nói gì nữa anh em. Chỉ biết là trầm trồ, wow, đồ thôi. Nói gì nữa. Rồi, ok, có 4 cái code thôi. Rồi, nhìn chung thiệt cái này gì vậy? 10 tiếng nữa sẽ được chọn hả? Chắc là vậy. Đây, đội hình nè, đội hình tiêu biểu nè. Đồ. Chắc là top. Rồi, quay tướng. À. Yeah. Ok. À tướng nè, à nuôi hả? Đậu phòng, trời ơi má ơi à. Chảy cả máu mũi luôn đấy. Chi mà đậu tướng cưng à. Má có nuôi vợ nữa hả? Hình như là cái này là nuôi vợ hay nuôi pet gì nè. Cái game hại não quá. Đây chiêu mộ đúng rồi. Đăng nhập mỗi ngày nhận vé chiêu mộ nè. Được 2 con nhưng mà không có con nào ngon cho lắm nè. 10 vé chiêu mộ nè. Trời ơi đậu má bưởi ra mà nhóc vậy. Lễ hội bưởi à. Ok 10.000 dứt mẹ nó một lần luôn con. Đó được một con tướng cam. Ôi trời ơi má con này bưởi không to nhỉ. Oh man, 10.000 là chúng ta quay 30 lần á hả? Oh, ok. Được, trời, đậu phóng. Đây, 2.003 là chúng ta quay 10 lần. 2.003, ủa? À, quay 10 là 10.000 thì nó sẽ có xác suất ra nhiều hơn. Rồi, ok. Đó, đồ. Con nào bưởi to
Đây. Con này heo có, mới mở luôn, đậu xanh. Ok. Đổi, đổi liền chứ. Dạ giờ không đổi. Mà đổi ở đâu nè? Bấm vô đâu để đổi? À đây. Đây, đó, đại tỷ. Tiểu tỷ, đó. Lên level 16, cái này có farm được ấy không ta? Farm được phó bản thì ngon. Chưa, level 18 mới farm được. Ok. Rồi thì nhìn chung, ê đừng có nhân 8, nhân 3. Đó, nhìn chung thì game khá là ngon ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Đồ ngoạ là heo thấy mát ngon nha. Đó, còn anh em trải nghiệm sau thì tùy anh em thôi, chứ heo cũng không biết. Biết là nó ngon. Rồi, heo sẽ ra phá hết 30.000 kim cương còn lại. Gì đây? Gì vậy? À, quay tướng 30 lần là sẽ được vậy hả? Ok. Gì đó? À, chắc là quay tướng hay cái gì đó. Chu chu. Ok, 30 lần nữa. Đó. Ok, trời ơi, cái game gì đâu mà tướng dễ có vậy thiệt chứ. Tiếp em ơi. Đó, đồ. Con này đẹp nè, cái gì mà có bàn tay mèo nữa nè, nhìn khích đi ơi không. Rồi đợt này được có mấy con à. Tiếp luôn, má đam mê rồi bữa ơi. Đồ ngoại đẹp nha. Ok, lần này có bị sủ hơn nha. Đúng là chúng ta nên để dành kim nguyên bảo để quay 30 lần cho anh em. Còn 12.000 để chơi chứ. Ở quay luôn đi. Dù sao chút tạo ạc mới chơi. Rồi con này có rồi. Con nào nữa không? Con gì mới không? Ây, váy em nó ngắn thế. Ok. Đồ. Con này nhìn trong top hay gì nè. Wow. Má làm sao nhét hết cái đống này vô đội hình được. Hey. Rồi, ok. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Còn bây giờ thì heo vào trải nghiệm những con tướng lấp la, lấp lánh, ông A, ông ánh ha. Cái này bấm cho nó lẹ luôn chứ. Để đổi cái đội hình lên. Đây. Có sắp được cái đội hình không ta? Đây, đó, có sắp được đội hình. Rồi, mày đi xuống dưới đi, để cho người khác lên. Rồi con này hồi nãy nó thể hiện rồi, bây giờ chúng ta đi kiếm con khác. Đó. CP Cute thế thì thôi chứ còn đòi cái gì nữa. Mày hả bưởi. Mày xạo nè con. Mày nè. Ok. Ngon. Game này ngon nha. Ok, rồi thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Sẽ còn nhiều con game mới hấp dẫn khác ha. Ok, bye bye.